Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mày đứng mẹ bên này này để mình đứng dưới. Cho ngài cái góc này. Em mang ra để cho mọi người uống mà. Cái này thua rồi, cái này thua rồi, giả là được rồi, quan trọng gì?
Anh được mời được đá được vui rồi. Quan trọng gì? Các em vừa đi nhượng nhẹn đâu? Hôm nay lại đá được đá đủ. Không có mời đâu. Cửa thẳng em bảo là hôm nay đứa nào về quê còn chưa giờ về. Thế. Anh nói nhất đấy. Nhất bảo về. Anh nói rồi đấy. Anh ra về thứ bảy. Chủ nhà nó chưa nói anh nói đấy. Hôm nay muốn lời rồi. Ở giữa đây nói rồi đấy. Một trắng ba bắt hết. Một tàu đá là chắc người ta chỉ bảo cho nhiều đó từ đâu rồi xong rồi đó.